Ôi trời ơi, tôi không tin vào mắt tôi luôn á. Ủa chú Hậu? Trời ơi con hả? Trời ơi, chú không bao giờ chú tưởng tượng được là hôm nay con dậy sớm mà tập thể dục á, tưởng là chú nhìn lộn ai không á. Không có lộn. Con Thí Dân. Con hả? Con. Ờ, chính xác là con phải không? Dạ con, không trời có lộn ơi, ai hết. Trời ơi, phải công nhận nha. Giỏi. Tự nhiên hôm nay dậy sớm tập thể dục vậy con. Có mặt trời có mọc lộn ở hướng nào không? Không, hả? Nó mọc đúng. Nhưng mà con mới lộn nè. Sao lộn? Trời ơi, con muốn lộn gan lộn ruột nãy giờ. Thôi là chú lại kịp chứ không thôi con nói thiệt nha. Con sắp xỉu rồi nhưng mà con gán. Tại vì mấy bữa nay á, con luyện thi từ đêm cho tới gần sáng con mới ngủ mà chú nhìn mắt con nó bụp nè. Con có ngủ nghe gì được đâu. Nhưng mà ngủ quá thì cũng không tốt. Cho nên con cố gắng con thức dậy, con chạy bộ, con làm đủ kiểu hết để con có sức khỏe. Nếu mà như vậy là tốt nha ha. Nếu mà con chịu rèn luyện sức khỏe ngày nào cũng tập thể dục vậy đó, là chú quyết định cho con 11 điểm luôn chứ không phải 10 điểm đâu. Nhưng mà chú để ý nha. Thấy không? Con có suy nghĩ là tập thể dục nào ngồi xuống không? Rồi nè. Con mà có suy nghĩ là phải tập thể dục để rèn luyện sức khỏe đó là tốt. Nhưng mà chú thấy nha, cái lớp trẻ bây giờ ngộ lắm ha, lúc đầu thì làm dữ dội lắm ha, nhưng mà cuối cùng bỏ cuộc sớm, dài bỏ bữa là đâu vào đó hết rồi ha, vậy là không có được. Mình tập phải tập điều độ, tập hoài tập hoài mới được. Vậy cái đó là ai chú ơi, chú không phải con. Chú là không biết Thí Dân thôi, chứ Thí Dân mà một khi đã quyết tâm á là làm tới nơi tới chốn. Chú nhìn con đi, nói chung là con sẽ quyết tâm tới cùng. Tại vì cái này á là nó làm cho mình là rèn luyện được sức khỏe về tim mạch. Trời, rất hay, tốt. Hay. Rồi con có hứa là con làm liên tục không? Ngày nào cũng đi tập không? Chắc chắn chú. Rồi có ai tập với con không? Con phải có người tập với con thì quả mấy con có giữ được cái ngày được. Không, con có niềm vui con làm một mình con, đơn thân độc mã nhiều lúc con bỏ nửa đường. Cái chuyện mà bạn đồng hành là chắc chắn phải có. Rồi bây giờ nè, chú nói nha. Nói cho chú cũng rảnh lắm, buổi sáng cũng hay tập thể dục vậy. Bây giờ chú sẽ làm bạn đồng hành với con. Cái điều đơn giản chú xin con một chút xíu này thôi. Là buổi sáng á tập với con á, con lo cho chú cà phê. Xong lo cho chú ăn sáng, cái trưa lo chú ăn cơm. Cái tối qua nhà chú nấu cơm chú ăn. Rồi có gì đánh bóp chú một chút là được rồi. Là sáng nào chú cũng tập với con hết, được không? Rất là đơn giản, điều kiện đơn giản. Không, đáng lý là con sẽ có quyết tâm con tập tới cùng. Nhưng sau khi con nghe chú nói là tự nhiên cái con muốn nghỉ ngang luôn. Con thì con muốn nghỉ ngang luôn, trời ơi. Chú nghĩ sao? Kêu chú tập thể dục với con mà chú kêu con qua nấu nướng bưng bê các thứ. Con nghe cái là con quải vậy. Đó là chú giỡn thôi, chứ một chầu cà phê buổi sáng là được rồi. Nhưng mà cà phê cũng không được luôn. Ủa không được luôn hả? Xuống giá cái gì mà không được nữa hả? Không, chú hết cơ hội. Vậy chứ con tính là bạn đồng hành của con là ai? Trời ơi, bạn đồng hành của con xinh đẹp đàng hoàng. Trời ơi. Mà chú biết cái gọi là cái xóm mình ai xinh đẹp nhất rồi đó. Xinh đẹp chú nhất. Chú đoán coi. Là chú Hậu chứ ai? Trời ơi. Chú Hậu là đẹp nhất. Chú Hậu mà kêu xinh đẹp hả? Trời ơi, chị Minh Minh, người ta là con gái, người ta mới xinh đẹp chứ chú là... Trời ơi. Trời vui quá đi, từ sao mà nghe kêu xinh đẹp là biết khen mình, mà đến nơi đúng thiệt là khen Minh Minh thiệt. Chứ ai, chị Minh là xinh đẹp nhất sớm mà xuống vậy. Trời sao? Có vô cái lấn tôi rồi văng ra. Chú Hậu ngồi đi, con đứng lên. Nói vậy thôi chứ, thôi được rồi, chú đứng được rồi, hai con ngồi đi. Dạ thôi thì con đứng luôn chứ, tự nhiên cái hai người đứng cái con ngồi kỳ quá. Không, mình ngồi đi chứ, tự nhiên ở giữa đường giữa xá có ghế mà mình không ngồi tại đó mình thùng. Rồi hai con ngồi đi rồi chứng chú ngồi đứng đây hầu chuyện. Dạ, trời ơi. Giỡn thôi chứ. Dạ, đứng cho xương cốt nó giãn. Dạ. Rồi tụi con cứ nói chuyện đi. Dạ. Ôi trời. Ủa sao vậy? Tự nhiên nó nói mới nhớ. Cái vụ gì? Em hẹn chị ra đây tập thể dục mà chị Minh Minh chị mặc đồ gì kỳ vậy? Tự nhiên người mặc đậm người mang guốc rồi đeo túi làm gì? Vậy là chú biết rồi. Minh gây lộn, tưởng đi tập hình thể để khiêu vũ nên mặc áo đầm. Ôi trời. Trời mà chú biết hay quá vậy. Đúng không? Trời ơi, đi đăng ký học khiêu vũ đó. Ủa trời ơi vậy hả? Con bé này nó kêu con tập thể dục nhưng mà con nghĩ tập thể dục có tập ở ngoài đường gì đâu. Không, con nghĩ là bây giờ hình thức khiêu vũ nó cũng là một hình thức tập luyện thể dục mà. Đang đăng ký đang tìm bạn gọi là bạn thân e tương tác chung nè. Trời chú cũng nhảy được lắm nha. Có mệt quá em giận chị Minh Minh này. Ủa gì sao? Ủa sao vậy? Sao tự nhiên cái giận chị? Chị kỳ quá. Tự nhiên em hẹn chị ra đây tập thể dục với em rồi tự nhiên giờ chị thay đổi, chị đi nhảy đầm thì chị cũng không báo em một tiếng nữa. Em đợi chị từ sáng giờ em chạy 800 vòng luôn á. Có nhắn tin cho em mà, chị nói là tối chút đơn trễ quá cho nên hôm nay chị không có dậy sớm tập thể dục được.
chị có nhắn tin cho em, điện thoại đâu mở ra coi. Trời ơi, người ta đi tập thể dục người ta mang điện thoại làm gì? Chị thấy em tập từ sáng giờ là chị nhìn mồ hôi mồ kê mà không có cái gì để chùi luôn á. Trời ơi, thôi đúng rồi đó, chính đó là lý do gì sao mà chị phải đổi cái hình thức tự tập thể dục qua cái hình thức gọi là nhẹ nhàng hơn, để có với lại có người đồng hành cùng với mình để người ta thấy là mình không quá sức nữa. Tại vì bạn chị nè, tự tập thể dục rồi xong ham quá chú, tập thôi tập tích cực luôn, tập cái thấy lên cơ lên múi rồi nọ, cứ tập nhiều vô nữa xong là bị kiệt sức ngã ngang luôn, gia đình đưa đến bệnh viện là phát hiện ra là bị van động mạch phổi đó, là phải phẫu thuật luôn đó chứ không phải thường đâu. Đúng rồi đó con em nè, trời ơi, coi ngồi yên một chỗ mà mồ hôi một cây tùm lum vậy nè là chứng tỏ là phổi em cũng có vấn đề rồi đó, nó tiết ra mồ hôi dữ dội vậy đó chứ. Ở đây nè, quên, ai cũng bị đổ mồ hôi trời. Trời đất ơi, chị nói gì á? Không, nhưng mà bạn con bị thiệt. Thiệt không? Dạ thiệt, là bây giờ là phải đi phẫu thuật, nghe nói là áp dụng cái phương pháp là thay van động mạch phổi và qua da luôn. Ôi trời ơi, cái phương pháp này lần đầu tiên chú nghe nha, chưa bao giờ chú nghe hết á. Ủa là hai người chưa biết hả? Không lẽ nào người ta rạch da mình ra rồi xong người ta mới phát hiện bệnh, người ta mới trị hả? Phải không chú? Phải gì con là người nói rồi, con không biết, con hỏi chú làm sao không, chú biết được. Con không biết cụ thể như thế nào mà chỉ nghe nói là bị hẹp van động mạch phổi xong là phải phẫu thuật, phải dùng cái phương pháp là thay, gọi là phẫu thuật cấy ghép qua da đó. À đó. Thôi bây giờ vậy nè, mình đừng có ngồi đây mình đón mò tới mình đón mò lui nữa. Dạ. Nhiều lúc không có đúng đâu. Bây giờ chú có ý kiến nè. Dạ. Ba người mình sẽ lên gặp bác sĩ. Dạ. Rồi hỏi bác sĩ chỉ dẫn cho mình hiểu rõ hơn, hiểu đúng chưa? Rồi chứ bé Dân thì nó tập riết từ sáng giờ tập quá trời, nhiều khi lỡ nó bị đó đó. Rồi. Xin chào, Diễm Loan được gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giả. Chúng ta đang gặp nhau trong chương trình Bác sĩ của bạn. Một ngày mới thật nhiều năng lượng quý vị nhé. Thưa quý vị, chắc chắn là ai trong chúng ta cũng đều đã biết rằng cơ thể của chúng ta có rất nhiều những hoạt động khác nhau. Trong đó thì hoạt động hô hấp thật sự vô cùng quan trọng. Và cứ nhắc tới hô hấp là người ta nhắc đến lá phổi của mình. Vậy thì nếu như hôm nay chương trình đề cập đến căn bệnh hẹp động mạch phổi thì quý vị nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với cơ thể của chúng ta ạ? Chắc chắn quý vị cũng đang rất tò mò muốn biết. Vậy thì nào, hãy cùng với chúng tôi gặp gỡ và trò chuyện với thạc sĩ bác sĩ Phạm Trọng Phú để có thể hiểu rõ hơn về căn bệnh hẹp van động mạch phổi quý vị nhé. Xin chào bác sĩ ạ. Xin chào chị Diễm Loan và xin chào quý khán thính giả của chương trình Bác sĩ của bạn. Thưa bác sĩ, xin bác sĩ có thể cho quý vị khán giả được biết khái niệm về van động mạch phổi là gì ạ? Và có vai trò ra sao với cơ thể ạ? Động mạch phổi là một cấu trúc dẫn máu từ tim đến hai lá phổi, ít oxy lên phổi để được trao đổi oxy và sau đó trở lại về tim, sau đó đi nuôi cơ thể. Thì là van động mạch phổi là một cái cấu trúc mà làm cho dòng máu nó không bị trào ngược về tim trong quá trình mà máu được tống từ tim lên đến động mạch phổi. Hẹp van động mạch phổi là một trong những cái bệnh lý mà cũng khá phổ biến trong cái nhóm bệnh lý tim bẩm sinh. Và khi mà lá van động mạch phổi bị hẹp thì cái dòng máu từ tim nó không được đưa lên phổi một cách dễ dàng và nó từ đó nó giảm cái dòng máu cung cấp cho phổi, đồng thời nó làm tăng cái mức độ làm việc cho cái cơ tim và có thể dẫn đến tình trạng suy tim. Dạ. Và với căn bệnh này thì nếu như không được tiến hành điều trị thì điều nguy hiểm nhất xảy ra sẽ là gì ạ? Nếu bệnh nhân không được điều trị kịp thời thì có thể dẫn đến là nó tái cấu trúc và nó tổn thương cái cơ tim, đồng thời có thể gây ra suy tim và thậm chí là những cái rối loạn nhịp tim, đột tử. Thưa bác sĩ, nguyên nhân của căn bệnh hẹp van động mạch phổi sẽ là gì thưa bác sĩ? Vâng, thì trong những cái bệnh lý mà tim bẩm sinh như là hẹp van động mạch phổi là một cái bệnh lý mà người ta vẫn chưa có tìm ra được những nguyên nhân rõ ràng, chỉ có tìm ra được những cái nguy cơ, yếu tố nguy cơ trên những cái nhóm bệnh nhân nào có thể mắc phải. Ví dụ như trong quá trình mang thai của bà mẹ thì bà mẹ có nguy cơ có thể phơi nhiễm những cái virus, đặc biệt là trong 3 tháng đầu trong quá trình mà hình thành bào thai của tim, ví dụ như là virus rubella chẳng hạn. Thứ hai là bà mẹ có những cái yếu tố nguy cơ như là phơi nhiễm những cái kích thích như là thuốc lá, rượu bia, hoặc là có những cái bệnh lý trong thai kỳ, ví dụ đái tháo đường thai kỳ hoặc là béo phì thừa cân. Thì đó là một số những yếu tố nguy cơ có thể dẫn đến cái bệnh lý bẩm sinh là hẹp van động mạch phổi sau sinh. Còn về triệu chứng thì sao ạ? Triệu chứng của căn bệnh này có rõ ràng và dễ dàng nhận biết bởi người bệnh hay không ạ? Dạ, cái triệu chứng của cái hẹp van động mạch phổi nó phụ thuộc rất nhiều vào cái mức độ của bệnh. Thì những cái triệu chứng điển hình của cái bệnh lý hẹp van động mạch phổi ở cái trẻ em, đặc biệt là sơ sinh, thì sau khi sinh ra thì bé có những biểu hiện như là bé tím hoặc là suy hô hấp và suy tim, hoặc là những cái bé mà khi mà bác sĩ thăm khám nghe có một âm thổi lớn ở tim mà sau đó bé được đi siêu âm tim và phát hiện ra bệnh lý van động mạch phổi. Còn một số trường hợp thì ví dụ như trẻ lớn hoặc là người trưởng thành thì bệnh nhân có thể có những cái biểu hiện ví dụ như là giảm khả năng gắng sức,
khó thở khi gắng sức, và người bệnh đi khám và đồng thời phát hiện ra cái bệnh lý hẹp van động mạch phổi. Dạ, thưa quý vị, trong tiểu phẩm mà quý vị theo dõi vừa rồi thì chúng ta cũng thấy là các nhân vật có đặt ra vấn đề không biết là căn bệnh hẹp van động mạch phổi này thì có xảy ra ở người trưởng thành hay không. Thì như bác sĩ vừa chia sẻ thì rõ ràng là căn bệnh này vẫn có khả năng sẽ xuất hiện ở người trưởng thành, đúng không ạ? Nhưng sẽ có những cái mức độ hoàn toàn khác nhau. Như vậy thì chúng ta cũng sẽ hiểu được về căn bệnh, để rồi người lớn cũng sẽ có những cái cách để chúng ta phát hiện bệnh, chứ không phải là chúng ta ỷ y mình là người trưởng thành thì không thể nào mắc bệnh này quý vị nhé. Và về cách điều trị thì sao ạ? Căn bệnh này có khó điều trị hay không thưa bác sĩ? Tùy cái mức độ của cái tình trạng hẹp van động mạch phổi mà chúng ta sẽ lựa chọn cái thời điểm nào là thời điểm tối ưu để có thể điều trị cho người bệnh. Thì hiện tại thì cái việc điều trị van động mạch phổi có thể điều trị được bằng phương pháp can thiệp nội mạch. Chúng ta nong cái van động mạch phổi ra cho nó hết hẹp hoặc là giảm cái mức độ hẹp. Hoặc là trong những cái trường hợp mà hẹp van động mạch phổi có phối hợp với những cái dị tật tim bẩm sinh khác thì thường có thể là lựa chọn phương án phẫu thuật để có thể đồng thời điều trị nhiều dị tật tim bẩm sinh cùng một lúc. Thưa bác sĩ, xin bác sĩ có thể chia sẻ cho quý vị khán giả được biết về lời khuyên của bác sĩ dành cho những cái bệnh nhân mà họ đang nghi ngờ là mình bị mắc căn bệnh hẹp van động mạch phổi, và cái việc chăm sóc sức khỏe ra sao sau khi tiến hành được điều trị ạ? Vâng, thì đối với những trường hợp mà nghi ngờ hoặc đã biết là mình có cái bệnh lý hẹp van động mạch phổi thì mình nên đến những cái cơ sở y tế uy tín để có thể được theo dõi, được khám và được theo dõi định kỳ để phát hiện, và đồng thời mình xác định được, mình biết được cái thời điểm nào là thời điểm mà mình cần phải điều trị cái bệnh lý hẹp van động mạch phổi. Và thậm chí sau khi mình đã điều trị can thiệp hoặc là phẫu thuật rồi, mình vẫn cần phải tái khám, cần theo dõi để mình đánh giá diễn tiến của cái bệnh mình sau thời gian can thiệp phẫu thuật nó có bị tái lại hay không, hoặc nó có bị những cái biến chứng gì khác của cái việc mà chúng ta đã can thiệp hay phẫu thuật hay không. Dạ, mình có thể phòng ngừa được căn bệnh này hay không thưa bác sĩ? Để mà phòng ngừa được cái căn bệnh hẹp van động mạch phổi thì mình phải là phòng ngừa ngay từ trong thời gian mà người mẹ mang thai, bằng cách là chúng ta phải có một cái lối sống, một cái quá trình mang thai được theo dõi sát bởi bác sĩ sản khoa, và có những cái chế độ ăn hợp lý, theo dõi sát những cái dấu hiệu, những cái bệnh lý mắc trong thai kỳ, và chúng ta có thể tầm soát sớm cái tình trạng hẹp van động mạch phổi bằng cách là chúng ta có thể phát hiện sớm thông qua cái siêu âm tim bào thai, và đồng thời chúng ta có thể cảnh báo cho những cái bác sĩ nhi khoa, những bác sĩ sơ sinh là sau khi em bé sinh ra, những em bé nào đã phát hiện được nghi ngờ cái tình trạng là hẹp van động mạch phổi trong bào thai thì sau khi sinh chúng ta phải có sự chuẩn bị để có thể đón em bé ra đời một cách tốt nhất, và chúng ta có cái hướng xử trí ngay lập tức sau khi em bé ra đời. Thưa quý vị, đến với căn bệnh hẹp van động mạch phổi ngày hôm nay thì có lẽ là quý vị sẽ thấy cái quá trình mà lớn lên trong bào thai của một em bé có thể sẽ quyết định rất là nhiều đến vấn đề sức khỏe của em về sau. Vì vậy, các gia đình nào mà chúng ta chuẩn bị có những thai phụ hoặc là mẹ đang trong quá trình mang thai thì nên cẩn trọng về vấn đề sinh hoạt của mình, ăn uống, ngủ nghỉ cũng như là thăm khám sức khỏe một cách thường xuyên để đảm bảo sự an toàn cho bé khi được sinh ra quý vị nhé. Xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian đến với chương trình. Còn bây giờ chúng ta sẽ nói lời chào tạm biệt nhau quý vị nhé. Chương trình Bác sĩ của bạn rất mong có thể được gặp lại quý vị trong chương trình phát sóng vào số sáng mai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.